thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai tháng 10 năm 2023. Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 5.1.2. Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Nghiên cứu đề xuất tiếp tục nhiều chính sách miễn, giảm thuế cho năm 2024. Cảnh báo mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế để lừa đảo. Khẩn trương vào cuộc triển khai quyết định giảm tiền thuê đất của năm 2023. Hóa đơn điện tử đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ngành thuế phải quyết liệt triển khai nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm. 5 giải pháp hoàn thiện quy định về các khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Hoàn thiện quy định liên quan đến người nộp thuế. Truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2024. 12.721 quyết định hoàn thuế đã được ban hành trong 9 tháng. BKAV xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế trong kỳ kê khai tháng 10 năm 2023 là thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023. BKAV xin lưu ý, quý khách hàng nên kê khai, nộp tờ khai sớm trước thời gian hết hạn ít nhất từ 1 đến 2 ngày để tránh việc quá tải, không gửi được tờ khai. Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 5.1.2, cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 5.1.1, cụ thể như sau. Nâng cấp các tờ khai đáp ứng yêu cầu quyết toán theo năm tài chính. Nâng cấp cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đắk Lắk, đáp ứng quyết định số 132 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 17 tháng 1 năm 2020. Cập nhật tờ khai 01 thuế giá trị gia tăng theo thông tư 26 năm 2015. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 năm 2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.2 thay cho các phiên bản trước đây. Tại dự thảo tờ trình chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban hành nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2024, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức giảm thuế như quy định tại nghị quyết số 30 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo Bộ Tài chính, việc mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tăng về mức trần từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý, đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, cần phải có giải pháp để góp phần ổn định giá xăng dầu, ổn định kinh tế vĩ mô năm 2024. Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2023, phát biểu tại buổi gặp mặt của Thường trực Chính phủ với đại diện giới doanh nhân Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò quan trọng của doanh nghiệp và doanh nhân trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển của quốc gia. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, trong những năm vừa qua, đặc biệt khi dịch COVID-19 tác động tới nền kinh tế, nhiều chính sách đã được ban hành về việc gia hạn, miễn giảm nhiều loại thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Quy mô các chính sách hỗ trợ năm 2023 khoảng 196.000 tỷ đồng. Thời gian vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều trường hợp mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế gọi điện thoại cho người nộp thuế để lừa đảo. Theo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thuế chỉ tiếp nhận hoặc yêu cầu người nộp thuế bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019. Khi cần phổ biến các quy định pháp luật mới về thuế, cơ quan thuế sẽ tổ chức tập huấn hoặc có văn bản thông báo, tuyên truyền cho người nộp thuế được biết. Bên cạnh đó, người dân, người nộp thuế cần hỗ trợ về thông tin về lĩnh thuế có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế trên địa bàn hoặc thông tin theo các số điện thoại được niêm yết trên cổng thông tin điện tử Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 10 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành quyết định 25/2023 QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2023. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng vừa ban hành công điện số 08 CDTCT ngày 5 tháng 10 năm 2023 về việc thực hiện quyết định số 25 ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2023. Nội dung công điện số 08 yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thuế khẩn trương triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung của chính sách giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ tới các tổ chức,
đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Ngày 5 tháng 10 năm 2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng cục Thuế phối hợp tổ chức hội thảo góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Chia sẻ tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, việc sử dụng hóa đơn điện tử trên cả nước đã góp phần hỗ trợ cơ quan thuế trong việc quản lý rủi ro, quản lý thuế, hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử cho các cơ quan khác của nhà nước. Dữ liệu về hóa đơn điện tử là nền tảng quan trọng để quản lý thuế hiệu quả, là động lực cho công cuộc chuyển đổi số của ngành thuế nói riêng và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và của xã hội nói chung. Phó Tổng cục trưởng cũng cho biết, Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp về xuất hóa đơn từ máy tính tiền. Theo đó, cơ quan thuế sẽ nghiên cứu, sửa đổi phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chiều ngày 4 tháng 10 năm 2023, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế tháng 9 và quý 3 năm 2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế tháng 10 và quý 4 năm 2023. Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả thu ngân sách lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.048.389 tỷ đồng, bằng 76,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% so với cùng kỳ. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiến hành đối chiếu chênh lệch dữ liệu tờ khai thuế giá trị gia tăng và dữ liệu hóa đơn điện tử nhằm khai thác số thuế kê khai thiếu của người nộp thuế để yêu cầu kê khai bổ sung, qua đó bước đầu xác định người nộp thuế có rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn. Thời gian tới, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành hóa đơn điện tử, tiếp tục xây dựng, nâng cấp các ứng dụng giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Tại dự thảo tờ trình dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất 5 giải pháp để hoàn thiện quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Các giải pháp này giúp đảm bảo việc miễn thuế phù hợp với thực tiễn, gắn với các hoạt động thực sự cần khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời khắc phục các bất cập phát sinh trong quá trình triển khai luật thu nhập doanh nghiệp thời gian qua, quy định rõ tiêu chí đối với các thu nhập được miễn thuế để đảm bảo minh bạch trong quá trình thực hiện. Tại dự thảo tờ trình dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh quy định liên quan người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua việc sửa đổi khái niệm cơ sở thường trú của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cho phù hợp. Cụ thể, bổ sung quy định doanh nghiệp nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số có thu nhập thì thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh. Qua đó, đảm bảo căn cứ pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện quyền thu thuế của Việt Nam trong bối cảnh các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng mở rộng. Theo vụ kê khai và kế toán thuế thuộc Tổng cục Thuế, có 4 dấu hiệu cơ bản về rủi ro gian lận trong hóa đơn điện tử. Hiện nay, với mục đích để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, giảm nghĩa vụ thuế, hợp thức hóa cho hàng hóa trôi nổi, nhiều doanh nghiệp đã có hành vi mua bán hóa đơn. Hành vi trái pháp luật này không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Tùy theo mức độ, hành vi mua bán trái phép hóa đơn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2023 của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát thuế, phí và lệ phí thuộc Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp tục thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và nghiên cứu trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng vào năm 2024. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu cấp thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách về giảm phí, lệ phí, thuế, gia hạn thuế nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trong đó có chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Thời gian qua, trong công tác hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Tính đến cuối tháng 9 năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 12.721 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 98.606 tỷ đồng,
bằng 53% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tổng cục thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cục thuế địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.